nay cả nhà lại là tiếp tục cập nhật những cái mẫu xe cực kỳ hot hit cho cả nhà trong tuần mới này nha. Thì hôm nay thì em Loan có một cái em xe này, màu này rất là đẹp cả nhà, và đặc biệt thì được khách hàng lựa chọn mình cũng khá là nhiều luôn. Và đặc biệt thì cửa hàng của em Loan sơn 3D lên nha, và lên một số những cái phụ kiện nhìn cực kỳ là bắt mắt luôn. Thì hôm nay nó sẽ báo giá nè, báo số tiền trả trước nè, cũng như là để mọi người báo địa chỉ cửa hàng, hỗ trợ xăng xe khi mà mọi người ghé cửa hàng mua xe. Mọi người lưu ý nha, khi xem video liên hệ với Loan qua số điện thoại 0932007033 thì nó có hỗ trợ xăng xe 2 triệu bớt trực tiếp vào giá xe cho anh chị em mình luôn nha. Thì bây giờ Loan đang quay cho cả nhà một cái em xe màu xám xi măng. Cả vẹt em này sẽ ra màu xám đen cho cả nhà mình nè. Thiết kế khá là nhẹ nhàng mọi người. Cái này là xám xi măng ha. Thì cái phía trước này, đây cái xe này là có lên cặp tay thắng nè, cực kỳ cháy luôn cả nhà. Những cái đồ phụ kiện này thì cửa hàng có nhiều màu sắc nha, có màu đỏ nữa nè mọi người, màu cam, màu vàng hoặc là màu xanh, màu bạc đó. Và mọi người thấy một cái đèn là trước đó, trước không, đèn trợ sáng ha. Thì tất cả Loan thấy là những anh trai mà mình chạy những cái dòng côn tay như là Ed hoặc là Winner á, mình thích có những thêm cái đèn trợ sáng này nè, mình hay đi chơi rồi á, mình có đủ thêm ánh sáng cho cái độ sáng nó phủ rộng hơn ha, mình đi chạy xe nó an toàn hơn đúng không. Đây, những cái đồ phụ kiện này thì cửa hàng cho mọi người nợ lại hết khi có biển số mới thanh toán nha. Và đi xuống cái bánh mâm cũng cực kỳ là uy tín luôn ha. Cái mâm này mọi người sẽ thấy nó là một cái mâm màu bạc ha, nhưng mà nó thấy nó hơi xem giống với lại cái hơi có màu hơi trùng trùng, không phải là một màu nhưng mà nó hơi trùng á cả nhà, giống với màu dàn áo nè, nên đâm ra nó cũng khá là tông sệt tông luôn. Có cái chống đổ màu vàng ở trước nè, và một cái bộ ở phía sau thì cực kỳ là ok rồi. Nên có cái bình dầu này, mà Loan có lên cái phục ô liềm bên trong nha, phục nè, và cái này là bộ dàn chân cho xe nè, bộ gác chân á, và đây là một cái chống đổ xe đó. Thì em này thiếu thêm một cái giải cà tè ở đây nữa ha, giải cà tè che ở đây màu vàng, đó là bao xịn sò luôn rồi. Thì cửa hàng chưa có lên cả nhà, khi mà anh chị em mình mua mình có thể lên một cái giải cà tè ở đây nha. Em bánh mâm ở sau cũng là mâm độ luôn nè. Thì hiện tại thì giá xe Loan báo là chưa có bao gồm tiền phụ kiện nhé. Anh chị em mình muốn lấy một trong những món này cũng được, hoặc có thể lấy hết thì có biển số mới phải thanh toán, đều được hỗ trợ nợ lại và được miễn phí không lắp đặt nha. Hiện tại thì em xe nào Loan đang bán cho cả nhà mình giá 42.500.000, cả nhà liên hệ trước với Loan qua video này, nó sẽ hỗ trợ 2 triệu tiền xăng, chỉ còn 40.500.000. Giá xe Loan báo đã có tiền sơn cho anh chị em mình rồi nha. Trả trước chỉ cần 5 triệu thôi là mình mang xe về nhà ngay lập tức luôn. Và mình muốn nhận cài về gốc liền tay luôn. Anh chị em mình chỉ cần đưa trước giúp Loan tầm 13 cho đến 15 ha. Tùy địa chỉ, tùy nơi đăng ký biển số của mình thì Loan sẽ hỗ trợ mọi người làm hồ sơ nhận ngay cài về gốc liền tay. Đó, cực kỳ là và lãi suất cực kỳ là ưu đãi luôn nha. Thì bây giờ Loan sẽ giới thiệu đến cả nhà thêm một số những cái mẫu sơn tại cửa hàng để mọi người tham khảo thêm nha. Dạ. Ba con này. À ba con này ha. Đây là một cái mẫu xanh đặc biệt cả nhà, xanh GB ha, xanh GB 2023 thì mọi người nhìn cũng khá quen mắt rồi, tại vì cái mẫu này ra thì cũng hơn nửa năm rồi, cho nên anh chị em mình cũng thấy khá là quen mắt. Tại mẫu mới này thì cái nước sơn đậm hơn cả nhà, đậm hơn cái mẫu cũ ha. Mẫu cũ thì nước sơn nó hơi hướng về xanh nhẹ nhẹ, xanh da trời á, còn mẫu mới này thì xanh nó đậm hơn. Thì xanh đậm thì màu nó tối hơn, và thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ mới lâu hơn á cả nhà. Màu tối thì màu trầm trầm, mới lâu. Em xe này hiện tại cửa hàng Loan đang bán cho mọi người giá 43. Cái nhà liên hệ trước của Loan hỗ trợ 2, chỉ còn 41 nha. À đây Loan có một cái em y chang, lúc nãy Loan quay luôn cho cả nhà mình nè. Nhưng mà cái em này thì sơn lại hoàn toàn y chang như cái em xám mâm đỏ luôn cả nhà. Xám mâm đỏ 2021 ha. Em này thì mâm đỏ cam cà rốt nè, nó có lên nè. Họa tiết trên xe đều là cam đỏ, và đi xuống bánh mâm đỏ, và những đồ phụ kiện trên xe màu đỏ luôn. Đây, đây là hình ảnh của một em xe mà những cái phụ kiện màu đỏ để mọi người chọn. Em lúc nãy thì phụ kiện màu vàng ha, em này thì phụ kiện màu đỏ, để mọi người có thể thấy rằng là cái mẫu nào đẹp hơn, màu phụ kiện nào đẹp hơn để mọi người lên nha. Thì nó sẽ báo đồng giá luôn. Em này cũng là 42 năm, liên hệ trước sẽ được hỗ trợ cho cả nhà mình 2 triệu tiền xăng nha, liên hệ trước với Loan nhé. Và đây là tiện giới thiệu thêm một cái em Ed 150 nữa nha. Ed 150 nay giá mềm lắm cả nhà ơi, giá gọi là siêu 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 mềm luôn. Đây là thời điểm giá xe giảm sập sàn để anh chị em mình mua xe, là một thời điểm khá là phù hợp luôn nè. Em xe này là một cái mẫu RC ha, đỏ trắng đó. Này nó có lên phụ kiện đúng không, khá là đẹp này và bắt mắt luôn. Em xe này thì cửa hàng đang bán cho mọi người giá chỉ có 40 thôi, rất là mềm luôn. Liên hệ trước còn được hỗ trợ xăng xe nữa thì chỉ còn rơi vào ba mấy thôi cả nhà, rất là mềm. Cả nhà mình cũng chỉ cần trả trước 5 triệu thôi ha. Bên cửa hàng của Loan là chuyên về những cái dòng xe sơn đó, cho nên khi mọi người sở hữu xe sơn thì cực kỳ an tâm rồi nha. Cửa hàng chuyên xe sơn, bảo hành sơn cho mọi người nè. Mọi người ở khu vực nơi xa chỉ cần đến Đại Nam, thành phố mới, Loan sẽ đón rước mọi người về cửa hàng mua xe. Cửa hàng Loan làm việc từ thứ hai cho đến chủ nhật. Anh chị em mình nhanh tay kết bạn Zalo với Loan qua số điện thoại Loan để ở phần bên dưới nha. Loan sẽ trực tiếp hỗ trợ gọi lại nè, cũng như là tư vấn cho cả nhà, đặt lịch anh chị em mình ghé cửa hàng mua xe, hỗ trợ xong xe đi lại cho anh chị em mình nha.